Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nha khoa Việt Mỹ Buôn Ma Thuột. Mình là Phương, trợ lý bác sĩ của hệ thống Nha khoa Việt Mỹ chi nhánh Buôn Ma Thuột. Thì gần đây có rất là nhiều khách hàng đang quan tâm tới phương pháp thực hiện thẩm mỹ răng sứ. Tuy nhiên thì không phải lúc nào mình cũng có đủ cái điều kiện tài chính để mình làm được cái dòng răng sứ cao cấp mà mình đang mong muốn. Ví dụ như bạn đang có 5 triệu, tuy nhiên là bạn đang muốn sở hữu một hàm răng đẹp, thẩm mỹ với chi phí lên đến vài chục triệu đồng. Thì lúc này có nhiều bạn sẽ lựa chọn cho mình cái phương pháp là tìm hiểu những cái cơ sở làm đẹp và chưa uy tín, như với những cái dòng quảng cáo như là chi phí siêu tiết kiệm, siêu đẹp, siêu rẻ mà chưa thể nào hình dung được những cái hệ lụy. Và chính bản thân của Nha khoa Việt Mỹ cũng đã từng sửa chữa cho rất là nhiều ca thẩm mỹ răng hỏng tại các cơ sở làm đẹp thiếu uy tín. Và vì thế thì Nha khoa Việt Mỹ đã triển khai cái chương trình hỗ trợ làm răng trả góp tại hệ thống Nha khoa Việt Mỹ chi nhánh Buôn Ma Thuột để nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có được hàm răng đẹp, nụ cười tự tin mà không phải lo về áp lực tài chính cũng như là lo về chất lượng răng sứ. Làm răng sứ trả góp là trả như thế nào và chất lượng sứ khi tham gia trả góp có đạt được chất lượng như hình thức trả tiền mặt một lần và thủ tục để tham gia trả góp gồm những gì? Đó chắc chắn là những câu hỏi mà các bạn đang quan tâm. Vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Đầu tiên, chúng ta phải biết làm răng sứ trả góp là trả như thế nào. Và tại Nha khoa Việt Mỹ, chúng tôi đang có hai hình thức trả góp. Thứ nhất là hình thức trả góp trực tiếp với phòng khám. Thì đây là hình thức mà mình sẽ trả góp trực tiếp với phòng khám mà không cần bất cứ thủ tục gì. Và nhược điểm của hình thức này là thời gian tương đối ngắn. Nó phụ thuộc vào thời gian hoàn thiện răng sứ thẩm mỹ trên miệng của khách hàng. Thì thông thường tại Nha khoa Việt Mỹ, khi mà mình thực hiện làm răng sứ thẩm mỹ chỉ kéo dài từ 5 tới 7 ngày. Thứ hai là hình thức trả góp qua công ty tài chính và qua thẻ tín dụng. Thì sau đây mình sẽ nói sâu hơn về hình thức trả góp qua công ty tài chính. Nha khoa Việt Mỹ sẽ liên kết với bên ngân hàng uy tín và ngân hàng sẽ là đơn vị thứ ba đứng ra hỗ trợ cho bạn thực hiện trả góp. Thủ tục cần có chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe hoặc sổ hộ khẩu. Bạn chỉ cần có 2 trong 3 loại giấy tờ trên là mình có thể tham gia và trả góp rồi. Thì hàng tháng bạn sẽ thanh toán hình thức là trả góp hàng tháng qua bưu điện hoặc qua điện máy xanh, bách hóa xanh, thế giới di động gần nhà mà không cần phải đến phòng khám. Thủ tục thanh toán thì cũng tương tự giống như là bạn mua các sản phẩm của bên thế giới di động và điện máy xanh. Ưu điểm vượt trội nhất ở đây là bạn có thể ngay lập tức sở hữu được dòng răng sứ chất lượng cao mà không cần phải thanh toán hết. Còn nhược điểm ở đây là gì? Đó chính là việc trả góp qua đơn vị thứ ba. Thì hàng tháng đơn vị thứ ba sẽ đứng ra thu hộ cho mình cái khoản trả góp này, cho nên là bạn có thể sẽ phải chi thêm một khoản cho cái phí thu hộ của ngân hàng và một ít khoản bảo hiểm trả góp. Thì cái chi phí này cho hàng tháng so với tiền gốc. Bạn thấy sao về hình thức trả góp này và bạn có sẵn sàng cho việc làm răng sứ trả góp với những ưu điểm và nhược điểm mà mình vừa chia sẻ ở trên không? Bạn nào đã từng làm răng sứ trả góp thành công, hãy cùng nhau chia sẻ cảm nhận của mình ngay bên dưới video này cho mọi người cùng biết nhé.